hả? Trời ơi, mấy bé chó bị bỏ rơi Con nè. chó Thấy thì thương thấy không, không? thằng này nào phải dục quá, quăng nó ra đây nè, có đem về chửi cho nó giờ nó hết rồi, lấy không, đâu ra Trời gửi ơi, đi, coi đâu nè. có đồ ăn đem không, chứ làm ăn không được thất bại gì cái Nó quen với anh chị rồi. không, con này nó ở đâu nó cũng lận, Ôi nó da, nó khỏe. chó này là chó gì á, đẹp lắm á. Mà người Nó ta cái bỏ lông rơi nè. Trời nó ơi. dài luôn á, Con già rồi xong người cái ta bỏ con nè, may được người tốt nhận nuôi nè. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Trời, cái lông màu bạc bạc đẹp ghê luôn. lông nó không giờ rụng nha, không rụng không, lông nó dài thôi chứ Ôi, con nằm im luôn hả? Trời ơi. nó hiền. Đáng yêu quá vậy. Đâu qua bển làm cái gì. À, thân thiện Nhưng mà nhiều khi á xa chủ cái nó nhớ thì sao? không, nó ở lâu rồi. Con kia kìa, cái má tôi, cái Chủ con nuôi là nhỏ lớn cái đem cho nhỏ bán đầu nhút thả cột con nhỏ lại mình mẩy nước không vậy đó mà nó Rồi em cảm ơn anh chị, cảm ơn anh ơi, chị rất còn nhiều. ba Còn con nữa chó hả? nữa kìa, Chị cứ giục xuống đây đi xong mà em khiêng cho. ba Rồi con chó kìa. Đẹp quá trời luôn, mình ta vứt cô chú anh chị ơi. Được mới anh mới chị bị tốt chết. này nhận nuôi này. Ôi đẹp quá trời. Ôi. Lần đầu tiên em thấy con chó này nhỏ dễ thương vậy luôn á, mà lông nó đẹp quá trời luôn. Nhà nó nuôi mà lúc mới Đấy, cái thằng cu này người ta vứt bỏ nè, cũng lụm về nuôi. Vô đây con, vô đây, trời ơi nè, quá mày nè. Mày Ôi, mấy con chó này hiền quá nha. Hiền khô rồi. Ôi, mấy con chó ở cái ổ mèo của đứa nó quậy như là không, gì. ở đây đứa nào hiền. Vô đây bé bé, trời ơi, bé này đẹp quá. Vô đây con bé. Giống ngay thôi, đứa ngay cũng hẳn đó. Đâu. Con này à. Con này lông dài vậy, cũng đẹp chứ mấy. Rồi cháu có hôi con nó Trời ơi, dễ thương quá. Còn con này đi cạp nè. Mình có đăng bài tình trụ cho bé không anh? Có lâu rồi, Anh phải biết gì. Trời ơi, cho cô chú anh chị xem là trời con dữ. Trời ơi, cái nhà hay đẹp quá nhà. Trời ơi, em ơi. Cho cô chú anh chị xem nè. Trời ơi, được cho gạo nữa nè. Được, trời ơi em ơi. Cái này đẹp lắm cô chú và anh chị. Người ta vứt ngoài đường á. Anh chị này tốt được nhận về nuôi nè. Anh cái này lâu chưa? Nuôi bé này lâu chưa? Vậy hả? Ủa. Anh Facebook gì à? Biết mà Facebook hay là YouTube? À, anh An Nguyễn. Tại vì nhiều quá nhiều khi mất coi chồng chó lỗ tai đẹp quá trời luôn. Ôi già rồi cái người ta bỏ đi. Trai con gái đây. Ồ con gái hả? Ôi nịnh nịnh bà cố luôn nè. Giống chó của chị Hột É nè, chó đẹp. Chó đẹp lắm á. Nhà Để khiêng.